Mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Dư Chu Du. Hiện tại em đang đứng ở trung tâm thương mại Guillemore trên con đường Phạm Văn Đồng. Thì vị trí mà em đang đứng đây là đang là cổng số 1 của trung tâm thương mại Guillemore Century City nha. Thì trong video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với cô chú, anh chị và các bạn về cái hội hoa xuân của trung tâm thương mại Guillemore đang được diễn ra như thế nào. Thì hiện tại đang công tác tổ chức á, và chuẩn bị cái hội hoa xuân đang diễn ra nó khá là tấp nập nha. Thì trước màn hình của cô chú, anh chị và các bạn đây á, là những cái cây mai đang được chuyển đến này. Còn phía bên trong cái phần tiểu cảnh á, thì đang có những cây bưởi, hoa cúc đủ các loại nhá. Mời cô chú, anh chị và các bạn cùng theo chân em đi vào bên trong để mình tìm hiểu xem hội hoa xuân và trung tâm thương mại Guillemore năm nay được diễn ra như thế nào và có những gì nha. Đây, hiện tại trước mặt quý cô chú, anh chị và các bạn đây là những cái chú đang là gắn những cái đèn nháy lên những cái cây này, cây dừa này. Đó, để trang trí cho cái cây này nha. Còn phía bên đây là đã trang trí thêm những cái cây bưởi này, những cái gốc bưởi rất là bự nha. Và khá là nhiều trái. Đây là cái khu vực mà tiểu cảnh mà hội hoa xuân trước trung tâm thương mại Guillemore của quận Thủ Đức. Nay thuộc là thành phố Thủ Đức rồi nha cô chú, anh chị và các bạn. Thì trung tâm thương mại này thuộc nằm trên con đường Phạm Văn Đồng, cách từ cầu Bình Lợi các anh chị đi xuống là tầm khoảng cỡ chưa tới một cây số nhá. Còn các anh đây là đang là bắt đầu làm cái tiểu cảnh này, dựng lên này. Cái này là dựng chợ Bến Thành hả anh? Nó đang dựng lên rất là nhiều nha, mấy anh đang làm chắc không có thời gian trả lời đâu. Rồi còn phía kia là cái cổng chào kìa. Còn phía bên tay phải màn hình của cô chú, anh chị và các bạn đây nhá, là cái dàn này, bác dàn là rất là nhiều những cái đèn lồng, những cái đèn lồng này, những cái dù treo ngược. Và hoa thì đủ các loại hoa, bao gồm hoa cúc này, những cái chậu cúc khá là lớn, những chậu cúc khá là lớn nha. Đó, những cái chậu cúc khá là lớn nha. Đó, chậu cúc khá là lớn nha. Bên kia thì có cả hoa hướng dương, hoa hướng dương các loại nhá, mọi người thấy không? Mình đã đi vào bên trong rồi này. Đó, các anh đang làm nha, đang làm phân phối tiểu cảnh này, những cái gian hàng này, những gian hàng bằng cói, bằng tre đan nha. Đó, những cái gian hàng không, mọi người thấy không? Á là nhiều chú đang làm nha. Có cả những cái xe ngựa nữa. Còn đây là những cái bông hoa hướng dương này. Cái bông hoa hướng dương ở phía xa xa, bông hoa hướng dương nha. Những cái chậu cúc. Chậu cúc đủ màu luôn. Đó, mọi người thấy nha. Rất là nhiều. Rất là nhiều các cái chậu cúc nha. Những cái thuyền mà trang trí là những cái thuyền này. Những cái đồ tiểu cảnh, những cái thuyền để bỏ những cái chậu hoa lên. Hiện tại là công tác này đang là chuẩn bị đây này. Đó, chú đang vẽ cái chỗ ngay cái xe, mà cái xe kéo đây là chú đang vẽ cái chữ 2021. Mọi người thấy không? Chữ 2021 này. Ở đây khi nào mình bắt đầu cái hội hoa này chú? Không, mấy ngày nữa hả chú? Dạ, là khoảng mấy ngày nữa nha, mình chắc là khoảng từ giờ đến cuối tuần là sẽ xong nha. Rồi, trước mặt cô chú, anh chị và các bạn đây là những cái con trâu nha. Những con trâu vàng năm nay, những con trâu khá là đẹp nhá. Trâu đẹp ha. Quá trời những con trâu đẹp nha mọi người. Quá trời trâu luôn. Trâu này đẹp quá. Đó, mọi người thấy không? Một con trâu lớn này, hai con trâu nhỏ này, một con trâu nhỏ xíu luôn này. Mình lưu ý ở đây là không leo lên trâu nha. Đó, không leo lên con trâu này. Trâu đây chắc là mới sơn thôi. Nhìn màu vàng óng thôi nha mọi người. Nay tân xỉu mà con trâu vàng mà. Đó, mọi người thấy những con trâu không? Một đàn trâu. 6 con trâu luôn nha. Đó. Đây là một cái cây bưởi, gốc bưởi khá là bự và cái thế đẹp nha. Bao quanh xung quanh là những cái bông hoa cúc này, những bông hoa màu gà này. Cô chú, anh chị, các bạn đừng coi này, thấy không? Đó.
Ở đây mấy anh đang gắn đèn nhá, gắn loa, gắn đèn, đèn chiếu sáng cho khu vực này. Đó. Đó, mọi người thấy không? Đây là những cái gian hàng mà tiểu cảnh nhá, để trưng bày này, để trang trí này. Đây là cái khu mà cái cổng số 2 nha mọi người. Đây là cái cổng số 2 nha. Đó, cái cổng số 2. Thì khi mà mọi người từ cái hướng mà chân cầu Bình Lợi đi xuống, mình sẽ đụng cái cổng số 2 này trước. Mình sẽ đụng cái cổng số 2 này trước nha. Sau đó là mình sẽ đi vào trong cái khu vực này. Mình sẽ đi vào trong khu vực này để mình tham quan cái hội hoa xuân ở trước cái trung tâm thương mại Gigamore của quận Thủ Đức, hay là bây giờ thuộc là thành phố Thủ Đức, nằm trên con đường Phạm Văn Đồng. Đó, mọi người thấy là công tác là đang làm này, anh chị đang làm này, các chú này đang làm rất là tấp nập luôn nha. Dự kiến thì từ giờ đến cuối tuần thôi thì các cô chú anh chị và các bạn ở khu vực Sài Gòn thì mình sẽ có cơ hội được đến đây để trải nghiệm hội hoa xuân ở trên trung tâm thương mại, trong trung tâm thương mại Gigamore trên con đường Phạm Văn Đồng. Ở đây thì mình có đủ tất cả các dịch vụ bao gồm cả hội hoa xuân thì ở trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn rồi. Còn trung tâm thương mại thì sẽ có bao gồm là siêu thị, các khu trung tâm mua sắm, ăn chơi và giải trí, tất cả đều có đầy đủ nhé. Thì video hôm nay em giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn về trung tâm thương mại Gigamore Phạm Văn Đồng, cũng như là cái hội hoa xuân ở trước trung tâm thương mại đang là được chuẩn bị như thế nào, gửi tới cô chú anh chị và các bạn gần xa. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo của em nhé. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video.